OK các bạn, sau khi chúng ta đã làm được cái chức năng cơ bản của cái ứng dụng xếp loại học sinh đó, sau khi chúng ta đã làm được cái chức năng cơ bản của cái ứng dụng xếp loại học sinh thì chúng ta sẽ tiếp tục đi làm những cái tính năng nó nâng cao hơn đó. Chúng ta đi làm những cái tính năng nó nâng cao hơn thì bước bước một là cơ bản nhất, đó là chúng ta đã làm được là tính trung bình và xếp loại rồi. Bây giờ bước 3 nè, nâng cao hơn nè, xử lý bổ sung nè. Anh muốn bổ sung những cái thông tin như sau. Hồi nãy các bạn có thấy một điều gì không? Hồi nãy các bạn để ý thấy là gì? Nếu như mà chúng ta đó nhập vào cái chuỗi số ở cái chỗ họ tên đó, ở chỗ điểm toán lý hóa đó, chúng ta không nhập vào cái số mà chúng ta nhập vào chữ đó, là nó báo lỗi. Vậy thì á, anh muốn xử lý trường hợp là như sau. Đó là trường hợp một đó, là xử lý không cho người dùng nhập vào chữ ở các ô test box nhập điểm. Tức là các ô test box nhập điểm đó, là chỉ cho nhập số phím, cái dấu chấm và cái phím xóa, tức là phím mà bắt đó, để mà xóa đi ví dụ như nhập sai. Đó là anh sẽ muốn là xử lý không cho người dùng nhập vào chữ ở các ô test box nhập điểm, chỉ cho nhập số dấu chấm ví dụ như là 8.5 và phím xóa bắt. Đó, chi tiết hơn là gì? Chi tiết hơn đó là lưu ý điều này ha. Ví dụ như người dùng là mới đầu vào không được nhập cái chấm mà chỉ được nhập số, không được nhập chấm mà chỉ được nhập số ha. Rồi rồi dấu chấm chỉ được nhập một lần duy nhất, dấu chấm chỉ được nhập một lần duy nhất, tránh trường hợp ví dụ như là 8.5 thì mình không biết là cái máy tính nó hiểu như thế nào. Thì để chắc anh đó, chúng ta thử như sau ha, để chắc anh chúng ta thử như sau. Chắc anh á, chỗ này nè, chỗ này chúng ta thử message box chấm show, ví dụ như là điểm toán đi, chấm tu trinh. Rồi chúng ta thử nghiệm test cái điểm toán, chúng ta nhập vào những cái kiểu mà nó khác thường, ví dụ như chúng ta nhập vào 8.5 thì nó ra 8. Ủa, anh quên shift F5, anh quên mất điều này, anh quên là chúng ta đang có ba cái dòng này. Bây giờ chúng ta đóng lại luôn đi, chúng ta mở mỗi điểm toán thôi, chúng ta đóng hết tất cả ở dưới lại, Ctrl K C. Hồi nãy nó báo lỗi là vì á, lý hóa chưa có nhập gì hết, nó là chuỗi rỗng cho nên là khi mà đi vào cơ chế bạc nó báo lỗi đó, nó báo lỗi. Thì bây giờ á, mình thử nha, message box điểm toán ra thử coi là cái cơ chế bạc nó có hiểu được như thế nào. Ví dụ 8.5 thì nó hiểu là 8.5, ok. Ví dụ như 8.5 thì nó báo lỗi, 8.5 thì nó báo lỗi ha các bạn. Rồi tiếp tục mình thử trường hợp khác để mình biết được mà mình tạo ra cái ô test bóc điểm cho nó hợp lý. Ví dụ như 8 chấm chấm ở cuối ha thì nó ra là 8. Rồi ví dụ như chấm 5 ở đầu thì nó hiểu là 0.5, chấm 5 ở đầu thì nó hiểu là 0.5. Nhưng mà chúng ta không cho phép người dùng nhập vào cái điểm nó quá như vậy, tức là khởi đầu á, bắt đầu một cái ô test box nó không được là dấu chấm mà nó phải là số. Rồi dấu chấm nó chỉ được nằm ở vị trí, nếu như trước có một số thì nó mới được chấm, và chấm chỉ được một lần thôi, chấm chỉ được một lần. Nếu mà 5 chấm thì sao? Nếu mà 5 chấm thì nó phải hiểu là 5, thì ok, thì cũng chấp nhận được trường hợp này. Ok, cũng chấp nhận được trường hợp này ha. Rồi vậy chúng ta sẽ bắt đầu ghi chú lại nè. Trường hợp 1, xử lý không cho người dùng nhập vào chữ ở các ô test box nhập điểm, chỉ cho nhập số, dấu chấm và phím xóa. Chi tiết hơn, mới đầu vào không được nhập chấm mà chỉ được nhập số, dấu chấm chỉ được nhập một lần duy nhất. Ví dụ như là 8.5 là một lần chứ không có 8.5 đó. Rồi dấu chấm chỉ được nhập một lần duy nhất thôi, và sau cái dấu chấm nó sẽ là một cái số nữa. Rồi đó là trường hợp 1. Trường hợp 2 đó là anh sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý cho một ô test box
bình thường tự phát hiện ra lỗi khi dữ liệu chuyển đổi bất hợp lý. Đó. Rồi, trường hợp 2 là anh hướng dẫn các bạn xử lý cho một cái ô test box bình thường. Khi mà các bạn nhập vào chữ ABC thì tự động á, bấm tính trung bình nó sẽ biết là cái ô là dữ liệu không hợp lý, không cho xử lý ha. Rồi, nó phải bắt đúng nó mới thật xử lý. Đó là trường hợp 1 hoặc trường hợp 2. Nhưng mà trước đó thì anh yêu cầu một cái điều cơ bản nhất. Điều cơ bản nhất đó là tất cả mọi thông tin dữ liệu đều phải được nhập thì mới đi tính, thì mới đi tính điểm trung bình. Đó là anh muốn là tất cả mọi thông tin dữ liệu đều phải được nhập. Sau đó bắt đầu á, là sau đó dữ liệu nhập ở điểm toán lý hóa phải hợp lệ. Hợp lệ ở đây á, hợp lệ thứ nhất đúng kiểu dữ liệu, tức là nó đang là số thì nó phải là số chứ không được là chữ. Hợp lệ thứ hai, hợp lệ thứ nhất là đúng kiểu dữ liệu, hợp lệ thứ hai á là nó đúng quy tắc của điểm, tức là nằm trong đoạn từ 0 tới 10. Nó nằm trong đoạn từ 0 tới 10 thì mới đi xử lý, còn lại là sẽ không đi xử lý cho nó, báo là phải nhập lại. Đó, điều cơ bản nhất là tất cả mọi thông tin dữ liệu đều phải được nhập thì mới đi tính trung bình. Và sau đó dữ liệu nhập ở điểm toán lý hóa phải hợp lệ, tức là cái kiểu của nó phải hợp lệ thì đúng kiểu dữ liệu. Thì anh có hai hướng cho các bạn, một là xử lý không cho người dùng nhập vào chữ ở các ô test box nhập điểm, chỉ cho nhập số, dấu chấm và phím xóa. Chi tiết hơn, mới đầu vào không được nhập chấm mà chỉ được nhập số, dấu chấm chỉ được nhập một lần duy nhất. Trường hợp 2 là xử lý cho một ô test box bình thường tự phát hiện ra lỗi khi chuyển đổi bất hợp lý. Hợp lệ thứ hai là đúng quy tắc của điểm nằm trong đoạn từ 0 tới 10. Đó, và đó là những cái trường hợp xử lý bổ sung. Rồi, làm thêm đó là lấy lại cái ô test box chuẩn hóa họ tên, lấy lại ô test box chuẩn hóa họ tên của cái ứng dụng form đăng ký qua cho cái ứng dụng xếp loại học sinh này. Rồi, thì thế này nha các bạn, thì thế này, ở cái trường hợp thứ nhất á, là xử lý không cho nhập vào dữ liệu các chữ ở ô test box, đó là chỉ cho nhập số, thì cái này là quá cơ bản. Trong sự kiện K-Red mình phát hiện ra là số là không được. Rồi sau đó là dấu chấm và phím xóa, đó là chỉ được nhập những cái này. Chi tiết hơn, mới đầu vào là không được nhập chấm mà chỉ được nhập số, dấu chấm chỉ được nhập một lần duy nhất mà thôi. Thì nó giống hoàn toàn như là cái ứng dụng mà form đăng ký ở cái phần là chúng ta nhập vào dữ liệu cho cái ô mà cái ô đó là cái ô gì ta, số điện thoại với email, số điện thoại rồi cả họ tên nữa. Là các bạn nhớ là chúng ta xử lý cái này rất là nhiều không, chúng ta xử lý cho nó dữ liệu nhập vào ràng buộc đủ thứ hết. Rồi, và cuối cùng là anh muốn là làm xử lý bằng class, bằng class, tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái class để xử lý cho nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả lại cái dữ liệu như bình thường trước đó ha, và chúng ta bắt tay vào chúng ta làm, chúng ta bắt tay vào chúng ta làm. Ctrl K U để mở comment ra, Ctrl K C để đóng comment lại. Rồi, bây giờ anh sẽ làm trường hợp đầu tiên, đó là xử lý không cho người dùng nhập vào chữ ở các ô test box nhập điểm, chỉ cho nhập số, dấu chấm và phím cắt. Rồi, bây giờ nha, thì những cái ô dữ liệu mà test box như thế này á, những cái ô dữ liệu test box như thế này á các bạn, thì có phải là chúng ta sẽ viết sự kiện K-Red như sau, các bạn để ý nè. Chúng ta sẽ đi viết một cái sự kiện là K-Red. Đâu rồi, K-Red. Rồi, ví dụ như là TXT điểm toán K-Red ha. Các bạn để ý nhìn nè. Đầu tiên, nếu mà dữ liệu á, là chữ, nếu mà dữ liệu là chữ tức là sao các bạn, nếu mà cha chấm
Y letter a cha chấm y letter, tức là nó đang là chữ của e chấm cây cha đó, thì lập tức nó sẽ e chấm handle bằng true, tức là không cho nhập, không cho nhập. Rồi các bạn thử ha, start lên nè, thử nè. Rồi bây giờ thử nha, anh sẽ gõ vào chữ a b c không được nè, gõ vào a b c không được nè, mà chỉ có số thì nó mới cho nè. Đó, xóa xóa vẫn được đó, tại vì nó chỉ xác định là không phải chữ thì nó không là chữ thì nó mới không cho nhập. Rồi ok, vậy thì lúc này á là coi như chúng ta thử nhập dấu chấm nó chịu không nha, thử điểm toán chúng ta nhập cho nó dấu chấm coi. OSK anh sẽ mở cái bàn phím ảo để nhập lên cho các bạn nhìn cho nó dễ ha. Rồi anh zoom màn hình lại như vậy, bây giờ chỗ này nè anh nhập cho nó là chữ Q nè, nó không chịu nè, thấy không các bạn nhìn nè, nó không lên nè. Giờ anh nhập một nó hiểu nè, giờ anh nhập chấm nè, chấm nó hiểu nè, đó đó rồi đó, cắt nó hiểu là chết nè, cắt nó hiểu là chết nè, chết nè, chết nè, cắt nó hiểu rồi, cắt là chúng nó hiểu là không được ha. Chúng ta sẽ không cho dấu cắt nó đi vào đây. Các bạn có biết tại sao chúng ta nhập dấu chấm vẫn được và chúng ta nhập backspace vẫn được không các bạn? Các bạn có biết tại sao không? Tại vì á, cái dấu cắt và backspace á, à cái dấu cắt backspace với lại cái back là cái phím xóa đó, nó thuộc về ký tự điều khiển control. Thành ra chỉ cần nó là chữ á, thì nó mới không cho nhập. Còn những cái như là số và control nó vẫn chịu ha. Thì ở đây á, chúng ta sẽ loại luôn cả những cái control mà người ta hay tương tác. Đó, ví dụ như là nếu nó là chữ, đó, hoặc là nó là, hoặc là e.kcha mà nó bằng với k.bay, đó thì nó không cho nhập vào. Chỗ này á mình phải ép kiểu cây ở ngoài này, cây ở ngoài này lại ép lại thì nó mới không cho nhập. Chỉ cần là một trong hai cái này là nó không cho nhập luôn đó. Rồi thử start lên nè các bạn nhìn nè, à, mở bàn phím ảo lên OSK, rồi xài mát nó bực mình vậy đó, thấy không, nhập chữ không được nè. Đó, bây giờ là xóa nè, xóa được nè, nhập chấm được nè, bây giờ dấu cắt nè, cắt nó không cho nè, đó. Đó, ok, như vậy là hợp lý hả các bạn, như vậy là hợp lý. Rồi, tức là chữ thì không được nhập, hay là nó là phím cắt là không được nhập, còn các phím như là dấu chấm này nọ là được. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, nếu mà nói như vậy á, thì có thể nó sẽ nhập được cả những cái ký tự khác, ví dụ như thế này nè, có thể nó sẽ nhập được những cái thằng khác vào, rất là nguy hiểm. Cái này quan trọng là các bạn có làm cho nó chặt chẽ hay không, ví dụ như là a cộng thì vẫn được mà, đó a cộng thì vẫn được, thấy không, a cộng thì vẫn được, tại vì đơn giản là bạn đâu có tấm ký tự điều khiển control này nọ, ký tự đặc biệt đâu. Cho nên á, nếu mà muốn cho nó ràng buộc hơn á, cách nhanh nhất, cách đơn giản nhất, cách đơn giản nhưng chưa ràng buộc kỹ, đó là các bạn sẽ làm thế này. Còn nếu mà muốn cho nó chắc ăn hơn á, thì các bạn xử lý như sau. Đó là chỉ cho nhập vào số thôi đúng không? Tức là chỉ cho nhập vào số thôi. Rồi vậy thì á, các bạn xử lý như thế này nè. Cha chấm y đầu tiên á là chỉ cho nhập vào cái số đúng không, cha chấm digit là số của e chấm cây cha, là cây cho nhập vào chỉ được là số thôi đó, còn lại là not, tức là không phải là số là không được ha, tức là coi như là chỉ chấp nhận số thôi. E cha chấm is digit là coi như là nó là kiểm tra là số,
nhưng dấu not ở đầu có nghĩa là không phải là số. Vậy thì cái nào không phải là số là đều không cho nhập hết ha. Cái này nó ràng buộc kinh khủng lắm các bạn, kinh khủng lắm luôn á. Các bạn nhìn nè. Rồi anh bật lên cho các bạn coi nè. Đầu tiên là chữ là không cho nè ha. Rồi ví dụ như là dấu cách là không cho nè. Rồi các bạn nhìn nè, a còng nè, cũng không cho nè. Các bạn thấy không? Tới chỉ có số được thôi, thậm chí dấu chấm cũng không được, mà dấu phẩy cũng không được nè, xóa cũng không được nè. Đó, coi như là đúng chất là chỉ có số thôi đó. Đúng chất là chỉ có số thôi đó. Chứ bất kỳ một cái nào khác không phải là số một cái là không cho. Tức là hiểu thế này ha. Tra.es đi git tức là kiểm tra là số. Nhưng mà cái dấu not ở đầu có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải là số. Tức là không phải là số thì nó không cho nhập. À, nhưng mà có lẽ chúng ta nên loại trừ những trường hợp nó linh động hơn. Tức là sao? Dấu chấm và phím xóa thì phải được chứ. Dấu chấm để nhập được cái số thập phân, cái số mà rẻ. Đó, đầu tiên là không phải là số thì không cho nhập. Và, bắt đầu và e chấm cây cha. Thế nào, đầu tiên bây giờ mình xử lý nhờ không cho nhập nè. Nhưng mà và e chấm cây cha là khác với cái cây chấm bắt. Đó, và chúng ta đóng cái này lại, đóng cái này lại. Tức là sao các bạn? Tức là lúc này á, à chúng ta còn thiếu cái ép kiểu key ở đầu. Tức là sao? Tức là nếu không phải là số nhưng mà khác cái cây bắt thì được ha. Tức là khác với cái phím xóa thì được. Đó, khác với cái phím xóa thì là không cho nhập. Tức là phím xóa thì được nhập, hiểu không? Nó hơi phức tạp một tí chỗ này. Tức là thế này nè, đầu tiên là không phải là số nha, là không cho nhập. Sau đó và nó không phải là phím bắt thì không cho nhập. Không phải là phím bắt thì không cho nhập, có nghĩa là phím bắt là cho nhập, hiểu không các bạn? Và đồng thời là e chấm cây cha khác với cái dấu chấm. Đó, tức là những cái cây cha nhập vào á mà không phải là dấu chấm á thì là không cho nhập, còn lại dấu chấm có nghĩa là cho nhập. Cái này nó hơi nhức đầu ha, nó hơi nhức đầu, nhưng mà nếu mà chịu khó hiểu rõ là tốt. Anh đang giải thích rất là kỹ rồi. Giờ ví dụ nè, một nè, chấm là nó hiểu nè, bốn nè, còn lại là không được nè. Giờ xóa nè, cắt cũng không được nè. Giờ xóa nè, đó, xóa được nè, chấm nè, xóa được nè, đó. Rồi, vậy thì hiểu rõ cái điều này ha các bạn. Tức là không phải là số à thì nó không cho nhập, nhưng mà kết hợp với điều kiện đó là và không phải là phím bắt, tức là không phải là phím bắt thì nó không cho nhập. Vậy thì có nghĩa là phím bắt thì nó cho nhập, hiểu ha? Và cái cây cha không phải là cái ký tự dấu chấm thì nó không cho nhập, còn lại là dấu chấm thì nó cho nhập. Đó là hiểu như vậy. Rồi, cách ràng buộc kỹ hơn nè, cách ràng buộc chặt chẽ nè, cái này là nói kỹ lắm luôn rồi đó. Cách ràng buộc rất là chặt chẽ cho nó. Tiếp đó các bạn nhớ điều gì các bạn? Đó là mới đầu vào không được nhập chấm mà chỉ được nhập số. À, vậy có nghĩa là sao các bạn? Bản thân cái hàm T-Rex này á, là nó sẽ nhận cái ký tự các bạn gõ xuống bàn phím, nó lưu vào bộ nhớ đệm, rồi từ đó nó kiểm tra và nó cho phép từ bộ nhớ đệm nó đọc lên cái chương trình. Vậy thì các bạn đang xử lý ở cái tầng bộ nhớ đệm, tức là nếu không hợp lý các bạn cho e.helix bằng trung thì nó sẽ không có hiển thị lên cái bộ nhớ đệm luôn. Rồi vậy là kiểm tra nè, tức là nếu e.cây cha mà nó bằng dấu chấm, nếu e.cây cha bằng dấu chấm ha, bằng dấu chấm mà kiểm tra trước đó, tức là kiểm tra cái đối tượng sender nè. Sender là cái đối tượng mà chính là cái test box điểm toán luôn, mà kiểm tra trước đó là
sender, rồi chúng ta sẽ ép kiểu lại cho nó là cái textbox thì nó mới hiểu. Sau đó chúng ta ép lại một lần nữa. Đó. Mà cái đối tượng sender.text ở cái vị trí trước đó chính là cái textbox sender này .len-1 .text .len-1 đó. Nếu mà cái key cha nó là dấu chấm ha, thì kiểm tra cái cuối cùng đó, mà nó không phải là số thì nó sẽ không cho nhập lên ha, bắt buộc phải là có một cái số trước dấu chấm thì mới được. Mà nó không phải là số, tức là chỗ này chúng ta có thể là cha.edit rồi chúng ta đóng cái này lại đó, thì lúc này là e.handle bằng true là không cho nhập, không cho nhập. À, cái này nó phức tạp ha. Tức là nếu như cái key cha gõ xuống là dấu chấm, nhưng mà kiểm tra cái vị trí ở cuối cùng hiện tại của cái textbox á, nó đang, nó không phải là số thì nó không cho nhập, còn nếu là số thì sẽ cho nhập ha. Rồi start lên nè, các bạn nhìn nè, này nó hơi phức tạp một tí. Rồi ví dụ cái điểm toán nha, ví dụ 2 nè, ủa 2 nè thì được ha, 2 chấm thì được ha. Đó, nhưng mà nếu như khởi đầu mà các bạn chấm nè là nó báo lỗi. À, nó báo lỗi chỗ này. À, ok, chỗ này chúng ta xử lý như thế này là nó không hiểu, nó không hiểu đúng không? Ok rồi, comment lại cái này đi. Bây giờ anh muốn như thế này nè, khởi đầu nó không được là dấu chấm, chỉ vậy thôi. Khởi đầu nó không được là dấu chấm. Các bạn có nhớ nó giống cái bài nào không? Nó giống cái bài tạo form đăng ký. Các bạn có thể qua lại, các bạn xem lại cái code của bên cái nút mà họ tên, cái nút mà họ tên đó. Thì đầu tiên nè, nếu chuỗi chưa nhập gì nè, à rồi, chúng ta có thể xử lý theo chiều hướng này cũng được. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ xóa cái này đi. Đầu tiên nếu TXT điểm toán chấm test bằng rỗng, đó, đầu tiên là nếu mà TXT điểm toán chấm test mà bằng với rỗng, tức là coi như nếu chuỗi nó chưa nhập gì hết, nếu chuỗi chưa nhập gì thì làm sao, không cho nhập khoảng trắng đúng không? Thì tương tự bên này á, là nó không cho nhập cái phím cắt, tại vì khoảng trắng nó đã không cho nhập rồi. Vậy thì chúng ta có thể copy lại để xài, làm rồi tội chi không xài lại đúng không các bạn? À, vậy thì chúng ta phải xài lại cho nó hay một tí, tức là nếu e.kcha mà bằng với cái dấu chấm thì coi như là chúng ta không cho nhập, e.handle bằng true không cho nhập đó. Rồi đó, đó là không cho nhập. Rồi nếu đã có dữ liệu rồi thì sao, chuỗi ký tự liền trước phải là, không phải là khoảng trắng thì các ký tự tiếp theo phải gì đó. Rồi ok đó, nếu chuỗi chưa nhập gì hết thì các bạn xem nè, nó sẽ không cho nhập vào cái dấu chấm mà nó chỉ bắt buộc là phải có cái số. Còn ngược lại là nếu đã có dữ liệu rồi nè, nó giống y chang cái bài kia thôi. Nếu đã có dữ liệu rồi, đã có dữ liệu rồi thì sao, đã có dữ liệu rồi thì cái dấu chấm á, dấu chấm nhập vào phải là dấu chấm duy nhất, tức là trước đó không có dấu chấm nào cả. À, trước đó không có dấu chấm nào cả, phải là dấu chấm duy nhất, trước đó không có dấu chấm nào cả. Tức là các bạn hiểu cái này ha, tính đến khi cái dấu chấm nó nhập xuống á, là nó sẽ kiểm tra trước đó không hề có dấu chấm nào hết, chỉ có một dấu chấm duy nhất là nó thôi, thì nó mới được phép nhập xuống. Rồi, còn nếu không, nó không cho nhập. Vậy thì làm sao chúng ta kiểm tra được điều đó các bạn? Làm sao chúng ta kiểm tra được cái điều đó? Chúng ta có một biến bool cờ hiệu check bằng true, tức là khởi tạo ban đầu, coi như là nó chưa hề gặp, coi như
chưa có dấu chấm nào cả. Bắt đầu chúng ta cho một phần lập for, nó duyệt cái chuỗi tt điểm toán chấm test chấm len cộng cộng y. Nếu gặp một cái dấu chấm nào bất kỳ, nếu txt điểm toán chấm test y mà bằng với cái dấu chấm, thì lúc này chúng ta sẽ lập tức cập nhật lại check bằng phone và chúng ta rút, tức là thoát khỏi vòng lặp, tức là gặp cái dấu chấm đầu tiên, phát hiện dấu chấm đầu tiên thì cập nhật cờ hiệu và thoát ra. Đó, sau cùng chúng ta kiểm tra cái dấu check là nếu check mà nó bằng vào cái phone, tức là đã có dấu chấm ở trước đó, đã có dấu chấm ở trước đó, thì chúng ta sẽ làm sao các bạn? Chúng ta e.handle bằng true là không cho nhập. Vậy thì chỗ này nè, chúng ta sẽ kiểm tra nếu đã có dữ liệu rồi và nếu e.kcha nhập vào đợt này là một dấu chấm thì chúng ta phải xử lý. Chúng ta phải xử lý là đi tìm tới tất cả những dấu chấm ở trước đó, nếu mà không có thì mới cho nhập. Đó. Rồi, nếu đã có dữ liệu rồi nha, và nếu nó nhập vào là dấu chấm thì lập tức đi kiểm tra xem đó, là đã có dấu chấm ở trước đó thì không cho nhập. Rồi, chúng ta chạy lên nè. Cái này căng đó nha, cái này phức tạp đó nha. Cái này phức tạp đó. Thì như vậy chúng ta sẽ có thể tránh được những cái trường hợp mà người dùng có thể tạo ra lỗi. Giờ nhìn nha, chữ không được nè, cắt không được nè, mới đầu chấm cũng không được nè, nhưng mà nhập số 1 nè, giờ nhập chấm nè, và nó ra một chấm rồi đúng không, là chấm 2 đi ha, giờ chúng ta nhập chấm tiếp nè, nó không cho nè, thấy không, giờ chúng ta nhập chấm tiếp ở đây không cho nè, nhưng mà chúng ta xóa cái dấu chấm này đi nè, chúng ta nhập 2, 3, chúng ta chấm thì được, nhưng mà chấm hai cái không được nè, 4, 5 nè, đó, nó không cho chấm nữa nè. Ok các bạn. Đó, vậy là chúng ta đã làm được cái test box đầu tiên cho cái toán, đó là mới đầu không được nhập chấm mà chỉ là nhập số, dấu chấm chỉ được nhập một lần duy nhất và xử lý không cho người dùng nhập vào chữ ở các ô test box nhập điểm, chỉ cho nhập số, dấu chấm và phím xóa. Và các bạn đã hiểu rõ hơn về cái hàm keyred này rồi ha. Các bạn đã hiểu rõ hơn về cái hàm keyred. Keyred này nhắc lại cho các bạn hiểu ha, nó là xử lý ở cái mức trung gian như thế này nè. Khi người dùng nhập vào một cái phím trên bàn phím, để được in lên cái test box, nó phải trải qua cái giai đoạn là bộ nhớ đệm nó lưu vào bộ nhớ đệm, rồi từ đó nó đọc, từ bộ nhớ đệm nó đọc vào chương trình. Vậy thì ngay khi nó vừa lưu vào bộ nhớ đệm là chúng ta đã xử lý, chúng ta lấy được cái ký tự đó ra để kiểm tra cho nó là cái gì đó, rồi kiểm tra cho nó có thỏa điều kiện hay không, từ đó chúng ta mới quyết định là nó có được đọc vào bộ, đọc lên máy tính hay không ha. Thì ràng buộc như thế này nè, đầu tiên nhắc lại ha, kiểm tra cái key cha nhập vào, cái hàm này có chức năng là kiểm tra xem cái key cha nó có phải là số hay không, và cái giống not có nghĩa là không phải là số, tức là bao gồm là không phải là số, có thể là chữ nè, có thể là control như là cái phím cắt, như là cái phím xóa bắt, hay là những cái ký tự đặc biệt. Rồi sau đó loại trừ trường hợp đi, đối với trường hợp nó không phải là dấu cắt thì là không cho nhập, tức là dấu cắt thì cho nhập, là dấu xóa thì cho nhập, và nó là dấu chấm thì cho nhập. Đó, nếu mà nó không phải cái ký tự xóa và ký tự chấm thì không cho nhập, thì có nghĩa là chỉ cho phép là số, ký tự, dấu chấm và xóa đi. Sau đó nếu chuỗi chưa nhập gì hết thì không được nhập vào chấm ha. Nếu chuỗi chưa có gì hết là không có được nhập vào dấu chấm, chỉ được nhập vào số thôi. Nếu đã có dữ liệu rồi thì cái dấu chấm nhập vào phải đảm bảo là dấu chấm, đó là dấu chấm duy nhất, trước đó không có dấu chấm nào cả, bằng cách là nếu kiểm tra đang nhập vào dấu chấm thì đó, phát hiện dấu chấm đầu tiên có ở trước đó, tức là trong trường hợp trước đó có dấu chấm hơn, thì cập nhật tờ hiệu và thoát ra, thì đã có dấu chấm ở trước đó và không cho nhập. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm được cho cái điểm toán keyred rất là chặt chẽ nha các bạn, cực kỳ chặt chẽ luôn. Đó,
Và tương tự chúng ta sẽ crop nội dung này cho cái mấy cái cây còn là mấy cái TFT còn lại, là lý hóa cũng như vậy luôn. Lý hóa nó cũng sẽ như vậy. Chúng ta vô cái điểm lý, chúng ta tạo cho nó một cái property. Property cho nó là kret property. Bắt vô chỗ này chúng ta sửa lại cho nó chỗ này là TFT điểm lý. Chúng ta có cái TFT điểm lý nè. Chúng ta bắt vô đây. Chúng ta bắt vô đây. Đó. Bắt vô đây. Ok. Rồi. Điểm lý và cuối cùng là điểm hóa. Điểm hóa chúng ta cho nó một sự kiện cây red vô. Rồi, điểm hóa đúng không? Chúng ta copy giống cái lý vào, copy giống cái điểm lý vào. Rồi, anh chỉ các bạn rất là kỹ nha, cực kỳ kỹ luôn. TFT hóa nè. Làm như vậy có tác dụng gì các bạn? Nó không phải chỉ đơn giản đó là in ra giống như cái kiểu họ tên in ra cho nó đẹp đâu, mà nó có tầm quan trọng khi các bạn gọi tới cái hàm bạc ha. Bởi vì gọi tới cái hàm bạc á mà nó không đúng dữ liệu là nó lỗi chương trình, là rất là đáng lòng luôn á, chương trình bị tắt ngang luôn á. Cho nên là chúng ta đang làm cái này nó không phải chỉ có chức năng là làm cho nó đẹp giống như bên cái form đăng ký đâu, mà là nó đang tránh trường hợp là chương trình bị hư nha. Nào đó, không cho nè, thấy không, một nè, a cộng nè, không được nè, chấm chấm cũng không được nè, 1.5 nè, lý nè, lý cũng như vậy nè, không nhập được nè. Đó, 2 nè, 2 chấm chấm cũng không được nè, 2 chấm thì nó hiểu là 2 cũng chấp nhận được. Giờ hóa cũng vậy nè. Đó, chấm nè cũng không được nè. Rồi, 3 chấm chấm nè, 3 chấm chấm nó hiểu là 3, 3.5 đi. 3.5 với 1.5 là 5, 5 với 2 là 7, 7 chia 3 là kết quả là 7 chia 3 là được 2.3333. Rồi, 2.33. Ok. Rồi, đó. Đó là cách mà chúng ta đã làm được trong cái trường hợp yêu cầu đầu tiên này. Đó là đúng kiểu dữ liệu ha. Nhưng mà trước đó thì cái điều cơ bản nhất là gì? Đó là tất cả mọi thông tin dữ liệu đều phải được nhập thì mới đi tính điểm trung bình. Đó. Tất cả mọi thông tin dữ liệu đều được nhập thì mới tính điểm trung bình. Vậy thì á, ở trong cái hàm tính điểm trung bình này á, chúng ta có thể xử lý kiểm tra như sau nè. Kiểm tra ha, nếu TFT họ tên chấm test bằng rỗng. À, lưu ý nha các bạn nha, đừng có ghi chữ bằng null nha, null là sai á, null là không có gì á, còn rỗng là có mà không có gì thôi. Thì chúng ta message box chấm show là vui lòng nhập họ tên, và đồng thời chúng ta cũng cho con trỏ chuột nó focus về, nó trở về. Rồi tiếp tục ngược lại nếu ha, chúng này chúng ta nên ngược lại nếu, bởi vì nếu chúng ta không ghi ngược lại nếu mà chúng ta tiếp tục ghi một cái if á, thì theo nguyên tắc nó sẽ kiểm tra cái họ tên, nếu nó thấy chưa nhập nó báo chưa nhập, nó lại kiểm tra tiếp tới cái điểm toán, nó thấy chưa nhập lại báo tiếp lần nữa, là không được. Từng cái một ha, ngược lại nếu tức là đảm bảo là dữ liệu họ tên đã có rồi thì nó sẽ kiểm tra tiếp tới TFT điểm toán chấm test, chấm test mà bằng với rỗng thì nó sẽ báo là vui lòng. Tại vì các bạn lưu ý ha, đó là trường hợp họ tên toán lý hóa vừa rồi á, nhập vào thì nó không cho nhập gì ngoài trừ số, dấu chấm và ký tự xóa đi. Nhưng mà nếu như trường hợp nó không nhập gì luôn á thì chương trình chạy vẫn sai, cho nên phải đảm bảo cho mình là có dữ liệu. Thì đây là cách để nó kết hợp sự ràng buộc với nhau, có dữ liệu và dữ liệu chỉ được là số, dấu chấm và ký tự xóa đi. Vui lòng nhập điểm toán. Đó. TFT điểm toán chấm focus cho con trỏ chuột trở về. Tương tự ngược lại là ngược lại TFT điểm lý chấm test mà bằng với không có gì hết, bằng rỗng, thì là message box chấm show vui lòng nhập điểm lý. Có nhiều bạn cứ nói là tại sao anh Sơn gõ phím nhanh thế nhỉ. Đó, các bạn cứ thử khả năng gõ phím điểm hóa. Rồi, ok, thôi để cho nhanh, chúng ta lười một xíu, vui lòng nhập điểm hóa.
Rồi chỗ này là điểm hóa chấm focus. Rồi nếu mà đủ hết dữ liệu rồi nha, tức là trường hợp cơ bản nhất đó, là tất cả mọi thông tin dữ liệu phải có rồi ha, đó thì sau đó lý hóa phải hợp lệ. Tức là sao? Tức là lúc này á, ngược lại nè, ngược lại tức là mọi dữ liệu đều đã có hết thì lúc này á mới bắt đầu nè, là mình đi xử lý đúng kiểu dữ liệu. Thì ở đây may mắn một cái là chắc chắn là đúng rồi, tại vì cái trường hợp một á nó đã xảy ra để loại trừ đi trường hợp nó cố tình nhập vào cái dĩa sai đó. Thì trường hợp hai này á, là một lát anh sẽ chỉ cho các bạn trong một cái project khác ha. Rồi thì chắc chắn á, là lúc này á, là đã đúng kiểu dữ liệu rồi. Chắc chắn lúc này, chắc chắn nếu đã yêu cầu nhập dữ liệu thì mọi dữ liệu điểm đều đúng định dạng do đã ràng buộc lúc nhập ha, chắc chắn rồi. Thì lúc này là đảm bảo rồi. Vậy thì cuối cùng đó chỉ còn cái gì các bạn? Cuối cùng đó là chúng ta sẽ đi xử lý cho nó bằng cách là chúng ta copy hết cái này. Chúng ta copy hết cái này nè. Control X chúng ta bỏ vào cái L. Nếu chúng ta để ở dưới này á thì chương trình nó chạy được chơi xuống dưới xong á, nó báo vui lòng nhập gì đó xong cuối cùng nó vẫn chạy vào, nó tính điểm trung bình là sai. Chúng ta chỉ xử lý cho nó khi mà dữ liệu đã có đầy đủ và chắc chắn là đúng điểm, đúng kiểu dữ liệu hết thì chúng ta mới đi xử lý cho nó. Rồi chúng ta nhập, chúng ta convert toán lý hóa lúc này đảm bảo là 100% là nó convert hợp lý đầy đủ hết tất cả, không có bị lỗi gì hết ha, đảm bảo luôn. Và lúc này nè, cái này lúc này khoan nha, lúc này chưa đi tính điểm trung bình được ha. Tại vì sao các bạn biết không? Chưa đi tính điểm trung bình được bởi vì điểm trung bình á nó chỉ được tính và xếp loại chỉ được tính nếu như mà cái điểm toán lý hóa này nó đúng theo cái nguyên tắc nữa. Đúng định dạng là một cái điều cơ bản nhưng mà phải đúng được cái nguyên tắc. Nguyên tắc là gì? Nằm trong đoạn từ 0 tới 10. À, vậy thì sau khi chúng ta có được ba cái điểm toán lý hóa này nè, chúng ta phải cho một cái if nếu điểm toán nhỏ hơn 0 hay điểm toán lớn hơn 10. Đó, nhỏ hơn 0 hay lớn hơn 10. Thì như vậy sao các bạn? Chúng ta mới message doc một cái thông báo là điểm toán phải nằm trong đoạn từ 0 đến 10. Đó, và txt điểm toán chấm focus. Ngược lại, rồi ngược lại chúng ta có cái này xuống, nếu điểm lý nhỏ hơn 0 hay điểm lý lớn hơn 10 thì điểm lý phải nằm trong đoạn từ 0 đến 10 và txt điểm lý chấm focus. Đó, tại sao chúng ta lại phải hiểu là nhỏ hơn 0 hay lớn hơn 10 mà chỗ này không phải là dấu bằng? Thì cái điều cơ bản nhất khi các bạn học căn bản là các bạn đã biết ha, từ 0 tới 10 các bạn thử để cho nó một cái trục ra, để cho nó một cái trục ra đây. Đây là một cái trục số, đây là số 0, đây là số 10. 0 tới 10 này á nó là một đoạn liên tục, vì thế chúng ta cho nó dấu và, tức là nó sẽ hiểu là toán lớn hơn bằng 0 và toán nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì là hợp lệ, đúng không các bạn? Nhưng nếu nằm ngoài cái đoạn 0 tới 10, tức là nó có thể trường hợp là từ 0 đi về dưới hoặc từ 10 trở lên trên, hai đoạn này nó không có giao nhau, một số không bao giờ nằm trong đoạn, vừa nằm trong đoạn nhỏ hơn 0 mà vừa nằm trong đoạn lớn hơn 10 là hết, tại vì hai cái đoạn đó nó không có giao nhau, nó đi ngược về hướng nhau, cho nên chỉ có thể là toán nhỏ hơn 0 hay toán lớn hơn 10 thì mới là sai. Chỗ này là chỗ hay nha. Rồi toán nhỏ hơn 0, điểm lý nhỏ hơn 0 hay điểm lý lớn 10 thì báo lỗi. Rồi ngược lại, nếu điểm hóa nhỏ hơn 0 hay điểm hóa lớn hơn 10 thì điểm hóa phải nằm trong đoạn từ 0 tới 10 và lúc này là txt điểm hóa chấm focus. Rồi cái này là chúng ta đang làm cái chức năng là kiểm tra đúng nguyên tắc, đúng định dạng là khác mà đúng nguyên tắc là khác nữa ha. Sau khi mà chúng ta đã đảm bảo đúng nguyên tắc rồi thì cuối cùng là L tức là nó ngược lại với tất cả những trường hợp trên, tức là lúc này đã đúng nguyên tắc rồi á, lúc này đã đúng nguyên tắc thì mới đi tính điểm trung bình và xếp loại. Đó,
thì lúc này là lúc chúng ta có cái giày vào bên trong nè, chúng ta có cái dòng double này vào bên trong nè, chúng ta có vào, chúng ta bắt vô cái eo này xong đó. Như vậy là chúng ta đã làm đúng được một cái ứng dụng hoàn chỉnh, kiểm tra ràng buộc dữ liệu. Rồi bây giờ chúng ta thử đi, cái gì cũng phải chạy lên mới biết được. Thử nha, OSK nè. Rồi bây giờ ví dụ như nè, giờ chúng ta chưa gì hết nha, chúng ta bấm vào tính trung bình, nó báo là vui lòng nhập họ tên, nó cho con chuột trở về nè. Các bạn nhập chữ Sơn ở đây, các bạn có thể lấy cái hàm chuẩn hóa họ tên ở bên cái ứng dụng phong đăng ký để qua đây ha. Rồi điểm toán nè, vui lòng nhập điểm toán nè, nó bắt chúng ta là phải đi làm từng cái nè. Đó, điểm toán nhập chữ gì đó không được nè, bây giờ nhập số bình thường nè. Đó, nhập cho nó là số 5, lý là 6, cái này là lý chúng ta cho nó 6, cái này là 7, thì chúng ta tính trung bình đó, là tính như bình thường được ha, không có vấn đề gì. Giờ giả sử như chỗ này nè, chúng ta cho nó là 12, nó bắt điểm lý phải nằm trong đoạn từ 0 tới 10, các bạn thấy rõ ha. Bây giờ anh sẽ tạo ra chương trình nè, anh sẽ tạo ra chương trình nè, nhìn cho kỹ nè. Sơn nè, toán là 5, lý là 6, hóa là 12. Nó chưa cho phép tính trung bình đâu các bạn, nó bắt phải gì, nằm trong đoạn từ 0 đến 18. Giờ cái này cho nó là trừ 5 nè. À, dấu trừ cũng không có được nhập. À, dấu trừ cũng không có được nhập, vậy cho nên đảm bảo cái điều thấp nhất là số 0 rồi ha, yên tâm rồi ha, dấu trừ cũng không có được nhập. Rồi vậy chỉ có đoạn trong đoạn lớn hơn 10 thôi, ví dụ cho nó là 30 nè, nó không cho nè. Cho nó 3, cái này cho nó 60 nè, nó cũng không cho nè. Rồi lúc này là hợp lệ là nó mới tính ra nè. Đó, 6 cộng 3 là 9, 9, 8, 17, 17 chia cho 3 là 5.67, gần được 6, xếp lại trung bình. Ok, vậy đó các bạn, đây là một cái ứng dụng mà chúng ta đã xử lý cho nó nè, xử lý bổ sung. Điều cơ bản nhất là tất cả mọi thông tin dữ liệu đều phải nhập thì mới tính điểm trung bình. Sau đó dữ liệu nhập ở điểm toán lý hóa phải hợp lệ. Cái điều hợp lệ thứ nhất là đúng kiểu dữ liệu mà chúng ta đã xử lý được ở trường hợp 1 rồi, đó là chúng ta chủ động không cho nó nhập vào những cái gì ngoại trừ số, dấu chấm và phím xóa bắt. Chi tiết hơn thì chúng ta là không cho phép nhập chấm ngay từ đầu, mà chỉ được nhập số, dấu chấm chỉ được nhập một lần duy nhất. Xử lý cho một ô test bất bình thường tự phát hiện ra lỗi khi chuyển đổi bất hợp lý, thì cái này chúng ta làm ở rồi tiết sau sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cơ chế rất là hay, đó là cơ chế try catch 7 lỗi ngoại lệ. Sau đó hợp lệ thứ hai là đúng quy tắc của điểm nằm trong đoạn từ 0 tới 10 nè. Đó, xong hết rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu tính điểm trung bình và xếp loại. Và chúng ta đã hiểu ra được là cái điều bổ sung, đó là chúng ta sẽ làm được những cái yêu cầu nâng cao hơn để cho ứng dụng chúng ta chuyên nghiệp hơn. Rồi thì ở cái project sau, ở video tiếp sau, sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức 7 lỗi ngoại lệ bằng cái trường hợp 2, tức là không cần phải ràng buộc dữ liệu nhập vào ô test box, nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ không bao giờ lỗi được. Khi mà try catch á, khi mà các bạn dùng cơ chế 7 lỗi try catch, thì dù các bạn có nhập vào chữ thì tự động cái hàm bạc sang số nó sẽ phát hiện ra lỗi và nó báo các bạn hãy nhập lại. Các bạn không cần phải mất công xử lý dữ liệu cho cái nút checkbox những cái trường hợp như thế này. Đó. Rồi sau đó là ở cái trường hợp ở cái đồ chết sau á, anh cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm lại cái này bằng class và bắt đầu hoàn chỉnh cho nó và bắt đầu là tạo giao diện cho nó luôn, đó là cái quy trình số 4 là hoàn thiện giao diện. Rồi, các bạn hãy thử làm lại những cái chức năng mà anh đã làm trong cái video clip này ha. Và các bạn có thể là lấy lại cái ô test box chuẩn hóa họ tên của ứng dụng phong đăng ký để các bạn áp dụng qua đây luôn, hoặc là hay nhất là các bạn tự ngồi mà làm lại luôn là hay nhất, khuyến khích các bạn tự ngồi làm lại để ôn lại bài. Rồi, anh chúc các bạn làm tốt và thành công. Chào các bạn.